Vâng, thưa các anh chị, sau khi mà làm bạn với chúng rồi thì bây giờ chúng ta làm thế nào để hai thằng bạn này lại phải chơi với nhau thân cơ và thương bàn được với nhau nhiều chuyện cơ? Thì để làm bạn với chúng thì cần có 6 cái yếu tố để dẫn dắt chúng đi. Thì cái thứ nhất ấy là phải làm gương. Làm gương, cái này là cái mà cha mẹ thiếu lắm này. Nói vậy thôi, các anh chị muốn cho con mình sự tử tế thì các anh chị phải là người tử tế. Các anh chị muốn cho con mình trí tuệ thì các anh chị phải là người có trí tuệ. Các anh chị muốn cho con mình tiền bạc, các anh chị phải có tiền bạc. Vậy chúng ta chỉ cho nhau được cái thứ mà chính ta phải có. Còn nếu ta không có, đừng mong rằng là cho con được thứ đó. Ví dụ mình là người sống mà không được tử tế, bất hiếu với ông bà bố mẹ mình, thì đừng bao giờ mong chờ rằng dạy đứa con là con ơi con phải tử tế với cha mẹ, cái người sinh thành ra mình. Mình mà là người gì ạ, mà không tốt với cán bộ nhân viên của mình, thì đừng bao giờ dạy con một cái việc là sau này con làm lãnh đạo con phải tốt với nhân viên. Nguyên tắc cứ cha mẹ có cái gì thì con cái nó mới có cái đó, dạy nó mới nghe. Còn nếu mình không có cái đó mà mình dạy nó không có nghe đâu. Cho nên muốn sửa đời thì chính là sửa gì ạ? Sửa mình. Muốn sửa cuộc đời của mình chính là sửa cái bản thân mình. Chứ còn mình mà chưa sửa được mình thì đừng có mong sửa đời, chứ đừng nói là sửa đứa con của mình. Sửa cái đời mình ấy. Cho nên anh muốn sửa cái cuộc đời của mình thì việc đầu tiên anh sửa mình. Cái này nó mới là gì ạ? Là gốc. Gốc rễ. Còn nếu mà anh muốn sửa đứa con mình thì việc đầu tiên anh phải sửa mình ạ. Ví dụ cái hình ảnh ông bố đi uống rượu say mét nhè suốt ngày về mà bảo con là gì ạ? Con ơi mày phải có kỷ luật bản thân. Lấy đâu nó có kỷ luật được? Nó bảo bố đi nhậu suốt ngày thôi, bố có kỷ luật không? Ồ, đấy là tao, công việc nó đặc thù. Không, đừng lý luận như vậy. Câu chuyện thứ hai, muốn chơi với ai đó, đó là gì ạ? Phải chấp nhận. Chấp nhận. Bởi vì trong một con người không ai là hoàn hảo, có những cái điểm yếu và có những cái điểm mạnh. Vậy thì ta phải chấp nhận điểm gì ạ? Chấp nhận điểm yếu. Cho nên khi mà tôi xem cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ấy, tôi rất thích một cái ông bố vợ tương lai. Ông ấy hỏi cậu con rể tương lai, ông ấy hỏi là theo cháu để cho hai người sống với nhau hạnh phúc thì theo cháu yếu tố nào là quan trọng nhất? Thì cái cậu con rể tương lai trả lời lung tung cả, nhưng cuối cùng ông ấy nói rằng điều quan trọng nhất là chấp nhận tật xấu của nhau và hy sinh. Bởi cái tật xấu đó thì mới sống bền vững được. Bởi vì chắc chắn trong suốt dòng đời chúng ta sống không ai là người hoàn hảo. Điều quan trọng nhất chúng ta biết chấp nhận sự không hoàn hảo. Cũng giống như một đứa trẻ vậy, cái đứa mà nó hay nói, nó linh hoạt thì nó hay ẩu đoạn. Cái đứa mà trầm tính ít nói thì nó chậm chạp, thì nó lại gì? Ít sai. Vậy thì ngược lại đứa mà gì ạ? Nhanh thì phải sai sót là đúng rồi, nhưng ngược lại đứa chậm thì nó ít sai sót thì là đúng rồi. Vậy thì nó ít sai sót thì nó bị chậm, mà nó gì ạ? Nhanh thì nó bị ẩu đoạn. Vậy thì chúng ta phải chấp nhận cái mặt trái của nó chứ. Và cái gì nó cũng có hai mặt, bàn tay của chúng ta cũng vậy, nó có mặt trái và có mặt phải, mặt phải và mặt trái. Ở đâu nó cũng vậy thôi. Và ở đâu nó cũng có mặt trái, mặt phải của nó. Nếu có mặt phải thì chúng ta phải chấp nhận mặt trái. Lấy đâu ra hoàn hảo hết? Kể cả tôi là ông thầy giáo cũng vậy, lấy đâu ra hoàn hảo hết? Thế thì như vậy chúng ta phải chấp nhận được cái điểm yếu. Và điều này rất là quan trọng. Nhưng cha mẹ thì sao? Cha mẹ thường hay nói đến điểm yếu của con. Thứ này là tối kỵ. Và cái thứ ba là phải thừa nhận. Thừa nhận. Phải thừa nhận tất cả những điểm mạnh của con. Và khi mà nó đỡ yếu, nó đỡ yếu, nó đang đi lên nó đỡ yếu cũng phải thừa nhận. Mà nó mạnh lên cũng gì? Mạnh lên cũng phải thừa nhận. Tức là liên tục phải gì?
khen. Khen mà khen gì? Khen đúng. Tôi lấy ví dụ, nếu con mình trước đây mà nó học toán kém nó được 5 điểm, nay nó lên được 7 điểm, thì mình phải thừa nhận ngay chứ. Ui trời ơi, con thật sự là tiến bộ. Một số ông bố vô duyên thì làm sao? Ui giời, 7 điểm mà, 7 điểm là như tao ngày xưa tao đi chết rồi. Thì như vậy là chúng ta gì ạ? Dội một gáo nước lạnh vào sự tiến bộ của con. Cho nên cái yếu tố tiếp theo là yếu tố thừa nhận. Cho nên chỉ cần gì ạ? Các con nó lấy cái chổi, nó quét nhà cho mẹ nó quét chưa có sạch, thì chúng ta gì ạ? Thừa nhận ngay, tuyệt vời, hôm nay con tuyệt vời. Hôm nay quét nó bẩn thế này, nhưng ngày mai bố sẽ biết là con sẽ có cách để quét sạch hơn. Thì như vậy gì ạ? Với đủ cái gì ạ? Cái kiên định để cho con nó thử nghiệm tất cả những thứ nó làm. Còn chúng ta đâu, chúng ta mà không gì ạ? Không chấp nhận những điểm yếu, không thừa nhận điểm mạnh, thì một đứa trẻ nó sống với anh chị, nó luôn luôn sống trong áp lực. Đấy. Rồi ạ, nếu tất cả những thứ này ok xong, thì cái thứ tư là anh phải tôn trọng nó. Tôn trọng chính là cái phần tâm mà tôi nói, chia sẻ ở cái bài trước đấy, là hãy coi chúng là một thành viên trong gia đình, dù nó 6 tuổi, dù 8 tuổi, dù 10 tuổi, hãy phải coi chúng là một thành viên và ngồi bàn với chúng. Được tôn trọng, được ban bạc. Và yếu tố thứ năm là gì ạ? Chúng ta gì ạ? Cho chúng ra quyết định. Thì ra quyết định này, phần ra quyết định này phải của chúng. Đã hỏi chúng thì phải cho chúng ra quyết định. Mà chúng mà ra quyết định sai thì mình lại bàn tiếp. Cho chúng dữ liệu để chúng ta quyết định. Và như vậy dần dần chúng ta biến đứa trẻ đấy thành một đứa trẻ cực kỳ khôn ngoan để lựa chọn ra quyết định. Và yếu tố thứ sáu là chân thành. Đấy. Tức là dẫn dụ được chúng ra quyết định theo mình rồi, nhưng mà không được bịt mồm cười. Kiểu ý là tao vừa lừa được mày rồi. Thì như vậy là thiếu chân thành. Như vậy 6 cái yếu tố cực kỳ quan trọng. 1. Làm gương là có gì mới cho được đó. 2. Là chấp nhận điểm yếu. 3. Là thừa nhận sự tiến bộ. 4. Là tôn trọng. Tức là phải bàn bạc. Mà đã bàn bạc thì phải cho chúng ra quyết định. Và thứ 6 là phải chân thành. Như vậy 6 yếu tố này sẽ giúp các anh chị đồng hành được cùng con. Và các anh chị lái con đi theo. Tức là lái ở cái phần gì ạ? Lái ở đúng cái phần ra quyết định. Đấy. Thì vô hình chung là đây là quyết định của ai ạ? Quyết định của con. Nhưng mình là người gì ạ? Dẫn dắt. Như vậy làm bạn với con là nền tảng. Đây, làm bạn với con chính là nền tảng. Sau đó là gì ạ? Chúng ta với gì ạ? Lấy mình làm gương cho con, chấp nhận điểm yếu. Bạn bè với nhau mà, phải có hy sinh chứ. Thừa nhận đã tiến bộ, tôn trọng và bàn bạc để cho chúng ra quyết định dưới sự dẫn dắt của mình. Và cuối cùng, chân thành, hoan hỉ khi mà thành quả của con có ngày một tiến bộ. Như vậy, đây chính là cách để làm bạn cùng con. Và hy vọng các anh chị hãy ứng dụng triệt để cái điều này. Và nếu các anh chị muốn tìm hiểu kỹ hơn về quy luật cuộc sống, kinh tế, xã hội, thì các anh chị có thể xem dần những cái kênh YouTube của Tuấn. Anh chị có thể gõ Ngô Minh Tuấn YouTube là nó sẽ ra ngay. Thì chúng ta sẽ xem dần cái đó. Và như vậy là Tuấn sẽ chia sẻ với các anh chị 6 cái công cụ này, để các anh chị sẽ in nó ra, download nó về máy và có thể in nó ra để bám vào đó để các anh chị thực hành. Thì mời các anh chị qua phần công cụ. Xin mời các anh chị.